Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú lợn đang học bài bằng đèn dầu này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
chỉ có ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chú lợn đang ngồi học bài dưới ngọn đèn dầu này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.